Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh Phước Thiện Vlog. Hôm nay hai anh em Thiện đi giăng lưới nha các bạn. Nói chung là mới vừa mua tơ lưới về. Tơ lưới bữa hổm thì banh hết rồi. Tơ lưới này lưới mới. Để anh em đến điểm giăng sẽ quay cho tất cả bạn xem. Chiều 5 giờ anh em Thiện sẽ thăm lưới. Bữa nay Thiện được ở nhà, nhưng mà ngày mai Thiện sẽ nguyên cả ngày à, có công việc à, nên không có đi quay được cho các bạn. Mong các bạn cũng thông cảm cho Thiện ha. Rồi mong các bạn theo dõi video tiếp theo của Thiện ha. Rồi Thiện xin tạm ngừng tại đây cái. Đây là hành trình của anh em đang đi giăng lưới các bạn. Miếng nó sợ, mấy miếng dưới đây không có sợ. Nói chung đường đi hơi khó, có lắc chút mà cũng mong các bạn cũng thông cảm ha. Tại người ta mới có kinh nên hơi khó. Đi bồng lên xuống nha. Miếng này đi. Miếng này thả đường này vòng lên tới rảnh luôn. Mai mới dời chứ mình dời chỗ khác. Cứng không vậy ta? Cứng, cái đó cứng á. Rồi thằng em có Thiện đang văng nữa à. Thôi Thiện cũng bước qua đường mương đi. Để quay qua xa quá. Rồi Thiện tạm ngừng đây. Thiện đã bước qua đường mương rồi các bạn. Khu vực này bà con xả hết trơn nữa mà. Cái này khoảng 10 ngày nữa là bà con ở đây sẽ bắt đầu dặm lúa. Hồi nãy có cảnh dặm lúa trên kia mà Thiện đang chạy xe nên không có quay được. Đã quay được thì quay cho các bạn xem dặm lúa như thế nào. Nói chung dân phố là bảo đảm không biết dặm lúa như thế nào rồi đó. Hiện ở đây cũng biết dặm lúa nha. Chung mấy ngày rảnh thì cũng về nhà tiếp dặm lúa mỗi ngày. Ồ, cá ụt quá các bạn. Ê, nhà người ta có cá ok bạn ơi. Ồ, cá cũng ụt quá các bạn. Nhìn thấy ham quá. Ồ, ếch mới nhảy xuống các bạn. Mong ông YouTube thông cảm, cái đó là nhà của người ta karaoke, Thiện không thể cấm được. Đây Thiện đang quay gần khu vực của người ta karaoke á. Mong YouTube cũng thông cảm ha. Em Thiện đang nhổ lúa là tặng mới có đường dân. Nè. Ta lưới anh ta lưới Thiện mới mua.
các bạn có thấy cánh đồng trên đây không, người ta không có xạ, nhìn thấy lúa gài lên thấy ham luôn không nè, đó quá trời. Còn này là lúa xạ nè, trên đó là lúa gài lên quá trời luôn, thấy nhìn thấy ham hết biết. Cái này có vịt thả vô đây ăn đã luôn. Nói chung mấy bầy vịt chìm trên người ta đi về hết trơn rồi. Bữa hổm thì ở đây nhiều lắm, vòng vòng cánh đồng này có 6-7 ngàn con vịt luôn á. Ụt cá ụt quá trời các bạn. Thôi đợt này quá trời ụt luôn nè trời. Thế nè. Này cũng thấy cá rô trọng trọng. Em có thiện phải nhổ từ đây qua tới bến trên 100 mét mới dần được lưới đó các bạn, chứ không phải là dễ gì cái thời gian đâu. Em cũng đã kiếm được cái bọc đang để cột để làm dấu các bạn. Em có thiện bước chưa xong nữa. Nhỏ lúa mà nhỏ mình nên cũng đứa hơi mệt lắm. Mà gây quay nãy giờ nó lắc quá. Không có người dịnh nó lắc chứ lắc. Sợ nó sập luôn đi. Nên thì phải cố lên ngồi dịnh. Rồi cỡ đó được rồi á. Trời cũng đang chuyển mưa nè, nhưng mà mưa tẹt về hướng kia rồi coi. Nhìn nó cảnh đẹp không đó, cái miếng cao su đó là cái máy để người ta bơm nước, chuẩn bị để bơm nước đó. Có hơi lát chút xíu các bạn có thông cảm à, cái này quá trời gió luôn. Hiện chưa có gành về chỉnh sửa giảm độ lát, độ rung. Hiện cũng nói chung Thiện cũng mới tập làm YouTube đây thôi, mong các bạn có thông cảm cho Thiện. Cỡ 50-60 mét rồi đó. Cỡ 50-60 mét rồi đó. Úi, cá mới ụp vậy nè. Bên đây làm như có cá. Nhưng mà để người ta dậm rồi cái coi người ta xem. Ta dậm tới đâu ở đầu cái Thiện sẽ lấy lưới ba mạng dạo sâu 1 mét qua dân. Nay Thiện xuống coi ông anh không có đem ta lưới về không.
mượn tay lưới không? Tay lưới của Thiện mua bữa hổm thì xong rồi. Đó, xa xa đó là đại nước đó, mặt đó kế cục điện các bạn. Cá anh đây nhìn thấy cũng một quá nè. Đây mình mướn này, đường này cũng khoảng sâu chắc cũng gần cả mét đó các bạn. Để người ta rào đường. Cái này sáng cuốc cuốc á. Cuốc sâu một mét đang để người ta khai nước rồi với bơm nước, xử lý nước rồi này kia để nó, cho nó dễ á. Thiện thì tính cuốc xung quanh đất hết trơn. Rồi vừa trồng lúa mà vừa kết hợp nuôi cá luôn. Mô hình lúa cá cũng được lắm á. Một cá quá trời bạn ơi. Này dặn rồi đóng đám mưa xuống ngon. Em mới Thiện nhỏ tới đó rồi. À, ta chở máy bay đi xịt thuốc nữa bạn. Xa quá chứ không thấy rõ đâu. Cá này nãy giờ ụt dữ. Cá chưa nắng mà ụt đó. Thứ nhất là nước nóng quá. Thứ hai là báo hiệu trời sắp mưa đến đó các bạn. Tại vì nước này nó sâu, cũng độ nóng nó cũng không có nhiều đâu. Mà ụt kiểu này là nó báo hiệu trời sắp mưa đến. Các bạn cứ để ý đi, cá trong đìa mà chưa nắng này, đìa lớn mà chưa nắng này mà ụt quá trời thì không bao lâu sau đó, cách đó giữ lắm mấy tiếng hồ hoặc là cả chừng cao lắm ngày hai ngày là có mưa tới lớn. Thiện cũng để ý đó nhiều lần lắm rồi. Ngày em của Thiện nhổ chưa xong nữa. Video này có dài nữa các bạn thông cảm ha. Nói chung video dài mà đặc sắc là ok ha các bạn. Để cắt vụ lúa này Thiện và mấy anh với mấy em của Thiện sẽ đi tát cá đường mương cho các bạn xem, vui lắm. Đắp lỡ đắp ngang lỡ đầu có tát cá dữ lắm, tới chừng cát tát mà khô nước cá thấy ham. Cá thì nói chung là Thiện xin nhắc lại là cá không có lớn, nhưng mà cá nhỏ nhỏ nhóc luôn. Các bạn mà ở đây các bạn thấy cá chốt mà nhìn thấy chưa nắng nổi đầu dê 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 rồi một bầy gì khoảng mấy trăm con, nhìn thấy hao lắm kìa. Nói chung cuộc sống ở ruộng này vui lắm các bạn. Ban ngày vậy nào thì nắng chang chang, tối lại thì muỗi quá trời muỗi chịu không nổi. Nên nhà với nhà cách nhà cũng hơi xa lắm.
Có khi 20-30 mét cái nhà, có khi 40-50 mét cái nhà, hoặc là 80-90 mét cái nhà, chứ không phải nhà gần gần nhau. Rồi nên người ta ít đi qua lại vì ban đêm mũi quá trời, đâu có ai lại nhà ai ngồi nói chuyện với đâu. Ngồi đó mũi cắn sốt xuất huyết luôn á. Nên người ta đa số ở đây người ta đóng cửa sớm lắm, 7 giờ mấy người ta đóng cửa ta ngủ rồi. Đâu ai, nói chung hầu như bà con dòng họ ở sớm thôi, nhưng mà cũng xa quá người ta đâu có qua lại cái đây là cái cầu này. Đó cũng trắng trắng, đó cũng là một cái cầu đó bạn. Ở đây chỉ xài hai màu trắng và đỏ. Đây nè, đây trước mặt sau lưng của em của Thiện đó là cái cầu. Rồi Thiện xin tạm ngừng ở đây cái đây, rồi bắt đầu em của Thiện sẽ thả lưới, rồi Thiện sẽ quay cho các bạn xem. Rồi bắt đầu thả lưới các bạn ơi, bắt đầu chờ cái bọc làm gì không có, bắt đầu chờ thành quả. Phải à, thành quả tới chiều lận. Thành quả thì thành quả thì 5 giờ. Ừ. Bấm kỹ chỗ đó để thôi vụ. Bóp kỹ ra xả ra từ con. Chút về lại tát nước nó xuống rồi. Nước đang được vậy. Để. Chắc nó lấy 7 tấc rồi. 7 tấc. Không, nó tính nguyên ngọn luôn, dám 8 tấc thôi. Ồ, nước đẹp không bạn? Bắt đầu là xuống lưới nha các bạn ơi. Mây đẹp quá các bạn. Ông Tề Thiên bay theo kìa. Đây ông Tề Thiên bay theo. Các bạn có thấy giống ông Tề Thiên không? Bên đó đang chuyển mưa các bạn. Mây đẹp đẹp không? Các bạn nhìn thấy cái mây đẹp không?
Ồ, cá bên đẹp quá trời. Ồ, cá ốc nè. Ồ, cảnh đẹp quá các bạn ơi. Cái đó nhà này ta đang ok nha các bạn. Nói chung có gì cũng thiện, cũng mong YouTube thông cảm. Nói chung đó là nhà ta ok. Đèn hết trơn rồi. Các bạn thấy cảnh ở đây đẹp không? Bên đây là cánh, bên đây là lúa xạ, còn đây là lúa gài nè bà con. Ở đây nói chung là khu vực này nó đất nó sâu dữ, nước nó sâu, bạn thấy nó sâu dữ lắm nên người ta chưa xạ giờ, có thể là cả tháng nữa người ta mới bắt đầu xạ. Thì anh em thiện mà còn dân lưới được có thể 5-7 ngày, 10 ngày gì đó thì Thiện cũng chưa biết nữa. Nói chung là khi nào có thành quả, có cá thì anh em có Thiện mới dân nữa, còn không thì cuống lưới về đi chỗ khác dân, chứ không phải là dân ở đây cứ nằm nó đợi hoài. Nhưng mà chiều nay các bạn sẽ biết thành quả là có cá hay không, là 5 giờ chiều anh em Thiện sẽ thăm để coi thành quả, coi bữa nay coi nhắm em có cá thì sẽ để làm tiếp. Đó, em của Thiện đang nhổ lúa, nhổ một đường lúa đang để có đường để dẫn lưới được á, mình phải nhổ như vậy mới dẫn lưới được. Các bạn có thấy cánh đồng này đẹp không? Nãy giờ mới vòng vòng khoảng chừng cao lắm 10 mấy mét á. 100 thì nó 100 thì nó cũng còn cỡ 9 chột. Đây dẫn hơi dùng lại thì còn cỡ 9 chột. Hai miếng là xiên. Thì tối chiều thăm 7 giờ, tối 8 giờ chạy xuống thăm có nữa. Mấy đường này thì có chê thiếu gì. Rau này gió dữ lắm bạn ơi. Vậy bữa nữa Thiện chắc làm một chuyến thử thách 24 giờ.
Nhưng mà 24 giờ vừa câu cá vừa cắm câu rồi ngủ giấc ngủ ở dạ cầu các bạn ơi. Ở đây có mấy dạ cầu cũng im lắm. Chứ cắt chồi tháng này gió dữ lắm chịu không nổi. Thiện sẽ ngủ dạ cầu. Để Thiện bữa nay xuống hỏi ý kiến ông anh hai ơi. Rồi ông chịu đi không? Đi 2-3 người mới được. Chứ mình nên Thiện cũng khó mà làm được cái chuyện này chuyện kia. Trời đang chuyển mưa các bạn. Đang rớt hột lâm găm mà nè. Nhưng mà nhờ mưa về hướng bên đó nên cũng đỡ. Đang ở đây mới có 1-2 hột à. Mong giăng lưới rồi hả mưa. Giăng lưới rồi mưa cả là trúng lưới cá luôn đó các bạn. Ở đây cá dữ lắm. Khu vực này thì nói chung cá thì không có lớn. Cá lóc thì con cỡ nửa ký đổ lại à, nó không có bự gì mấy. Cá rô thì 2-3 ngón tay à, nhưng mà nó nhiều. Trời đừng mưa trời ơi. Thiện đang quay bằng điện thoại chứ không phải máy quay. Điện thoại ra mưa cũng sợ lắm. Phải có ai cầm quay Thiện xuống dưới nhỏ tiếp với em à. Mà không có ai cầm máy quay ở trên sợ dựng đứng kia. Cái quay nó gió lạc nên Thiện phải ngồi anh vợ dịnh nó. Nên các bạn nãy giờ thấy lắc lắc không? Gió quá. Đây là trụ điện cao thế của 500V từ Bắc vô Nam. Điểm cuối cùng là Cà Mau. Thiện xin tạm ngừng ở đây cái Thiện đi kiếm con dây để bọc cái bọc lên các bạn ơi. Thôi Thiện cũng xin kết thúc video tại đây ha. Nếu ai thương tình Thiện cho Thiện xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Rồi chiều 5 giờ 25 Thiện đi thăm lưới sẽ quay cho tất cả các bạn xem. Rồi tối khoảng chừng 7 tới 8 giờ gì đó, gọi đầu hai anh em Thiện sẽ đi thăm thêm lần nữa, sẽ quay cho các bạn xem nữa ha. Rồi nói chung là Thiện cũng xin chào tạm biệt tất cả các bạn ha. Chúc các bạn một buổi chiều làm việc vui vẻ. Rồi Thiện xin bye bye ha.